nào bắt đầu ở Việt Nam gần gần ở Sài Gòn đi về phía Nam 40 cây số tìm gia đình tìm khả năng tôi đã làm cố vấn biệt động quân mời ngày đi ăn quân mời đêm đi phục kích chung tôi không bị thương tôi thích đồ ăn Việt Nam ngon lắm nước mắm nước mắm ngon lắm húp vịt lộn húp vịt lộn hương là 33 ngon lắm uống bác sĩ đây uống bác sĩ đấy ngon mặn lắm mặn lắm à, hôm nay có bạn người Việt Nam có bạn nhiều lắm ông chào tôi tí à, xin giới thiệu với tất cả cộng đồng của người Việt à, trong nước cũng như ngoài nước đây là một người bạn mà tôi đã gặp ở Hồ Bơi à, Sochiberry. Tôi không ngờ ông gặp tôi không hỏi tôi phải là người Việt Nam hay không mà ông ta là một người đã từng đi lính Mỹ ở bên Việt Nam vào năm 1968 1968 và bây giờ ông đã retire ông ở lại nước Mỹ này và tình cờ gặp tôi ông nói tiếng Việt tôi cũng không ngờ nó rất là rành rẽ và tôi muốn hỏi thăm thế này ông đi lính Mỹ và ông đi ở cái tỉnh nào và ông ở đó bao lâu ông nói được cho mình biết. Ông đi lính Mỹ ở bên Việt Nam thời gian là bao lâu? Sáu năm. Nhưng mà ông qua bên Việt Nam là mấy năm? Một năm. Vào năm nào? 68. Ồ, 1968. Vậy lúc nãy ông có nói với tôi là ông sẽ qua Việt Nam để thăm lại là lúc nào ông đi? Năm tới. Dạ. Ông thích cái gì ở bên Việt Nam xin ông nói để cho mọi người đi biết coi. Ông thích cái gì? Dạ. Ông thích thức ăn. À. Ông thích thích gì? À, thích cái gì? À. Không biết. Sau nãy ông nói với tôi là ông thích về qua bên Việt Nam ông massage và tắm hơi. Dạ. Có không? Tôi biết. Có thích tắm hơi. Ồ, tắm hơi. Ok. Yeah. Đường Hai Bà Trưng. À, đường Hai Bà Trưng. Dạ. Yeah. Ở Sài Gòn. À, vậy là quận 1, Đa Cao. Dạ, dạ, tôi hiểu. Tư Võ. Dạ. Đường Tư Võ. Tư Võ. Vậy là hồi xưa ông bên Việt Nam ông có rất nhiều bạn. À, nhiều bạn. Dạ. Có những kỷ niệm nào để lại cho ông lưu luyến đất nước Việt Nam? Xin ông cho mọi người được biết. Ông có cái kỷ niệm gì ông lưu luyến ở Việt Nam? Ông không biết. Dạ. Tức là ông remember. Yeah. Yeah. Remember at Việt Nam. Yeah. Maybe you sometimes you remember Việt Nam. Yeah. Food. Food. Thức ăn. Nguyên quân. Ok, bây giờ ông cứ nói theo ý của ông đi. Ông sẽ nói tôi muốn ông nói vào đoạn này. Tại vì tôi rất là hân hạnh là được một người Mỹ mà nói tiếng Việt. Cái chuyện này nó rất là hiếm. Hiếm có khi xảy ra. Mà nhất là ông năm nay là đã 70 tuổi rồi mà ông còn khỏe mạnh lắm. Lúc nãy ông đi bơ đó, swimming, ông bơ rất là giỏi. Tôi cũng ngờ ông còn khỏe mạnh. Vậy ông có những ý kiến gì ông nói đi. Tôi tiếp tục. I'm 70 years old. Yeah. 70, 70 tuổi. Một năm 1967 yeah. Tôi đã đi học yeah. Tiếng Việt Nam. Ồ, oh, tiếng Việt Nam yeah. Yeah. Đi ông học ở đâu? Trước khi đi qua Việt Nam yeah. Tri-Bliss yeah. Tiểu bang Texas. Ông học ở tiểu bang Texas. Oh, yeah. Wow. Ông học thời gian là bao lâu? 12 tuần rồi. 12 tuần mà ông nói giỏi quá đi, tôi không ngờ. That's all I can say. Tôi quên nhiều lắm. Yeah, ông quên nhiều lắm mà ông nói hôm nay là tôi thấy ông nói giỏi lắm. Yeah. Lâu lắm, tôi nói, tôi không nói được. Tại tôi vì quên nhiều lắm. Ông quên nhiều lắm. Thời gian tôi mới qua, tôi làm trong cái hãng chỉ, tôi có gặp một người Mỹ cũng nói được tiếng Việt. Nhưng mà ông ta nói với tôi rằng ông ta đã kết hôn với một cô gái người Việt, sống với cô đó 12 năm. Nhưng ông sống với cô đó 12 năm mà ông chỉ hỏi được có một câu là ăn cơm chưa? Có khỏe không? Chứ còn ngoài ra ông không nói được câu gì nữa hết. Mà ông nói được rất nhiều.
Ông qua Việt Nam sống có một năm, ông nói rất nhiều, tôi thấy ông rất là giỏi, ông rất là có tiếng nói siêu phàm. Dạ. Dạ. Hi, that's great. Hết rồi. Hết rồi hả? Yeah. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều. Và xin nói với tất cả quý khán giả ở đây, thì tôi rất là hân hạnh hôm nay tôi được gặp một người Mỹ mà nói tiếng Việt rất là rành. Và đây là một cựu quân nhân đã từng ở chiến trường miền Nam Việt Nam vào năm 1968, tức là năm Mậu Thân, tức là 1967, cái năm Mậu Thân đó, mà cái năm chết rất nhiều đó. Và hôm nay tình cờ tôi gặp ông ta ở đây, ông ta cũng là cái bậc cha chú của tôi, nhưng mà tôi thấy ông ta rất là khỏe mạnh, ông bơi giỏi, ông nói chuyện rất hay, và ông ta cũng còn minh mẫn lắm. Và xin chào tạm biệt, tôi mong là có một ngày được tôi gặp lại ông này.